词汇一，到达，国际，贸易，公司，代表，生意，进出口，进口，出口，入境，海关，官员，护照，登记卡，登记卡，行李，箱子，产品，广告，货样，交税，商业价值，商业价值，免税，超过，填，申报单，申报单，招手，副总经理，副总经理，老板，总算，手续，办手续，顺利，酒店。专有名词，特殊名词，史强生，白林，美国国际贸易公司，台湾，东方进出口公司，李信文。嗯，李信文。Nó đang nghiên cứu cái phần từ vựng này một chút. Đây ta có từ là tá tạo. Tá tạo. Tá tạo nghĩa là đến. Tạo tá. Tạo tá tạo là đạt được, còn tạo tá nghĩa là đến. Tạo tá. Tá là đạt được. Đông văn Việt là đáo đạt. Ví dụ như là đến công ty rồi chẳng hạn. Thì đơn giản thôi đúng không ạ? Tôi nói là vấn tạo công sư hoặc là tạo tá công sư ạ. Cái này là phải cái này nói là lái lái tức là đến đây đến đây. Còn tạo tức là đến điểm nào đó. Còn tá tức là đạt được, thì tá đây nó như là dạng bổ ngữ, chỉ kết quả cho động từ tạo ấy. Chỉ cần từ tạo thôi là được. Còn nếu nói nghe nó văn vẻ nó hay hơn thì ta thêm từ tá. Vâng. Còn nếu mà ủa lái lợi là tôi đến rồi cũng được. Có nhiều cách để biểu đạt cái ý nghĩa của mình. Như ở cái hành văn mình càng cao thì cái ngôn từ mình nó sẽ càng hay hơn. Ví dụ như tảo tá thì nó đạt ở ngưỡng nó tốt hơn một chút, động từ kết hợp với bổ ngữ chỉ kết quả. Theo ta có từ của chỉ là quốc tế. Ví dụ như là sân bay quốc tế nó là gì ạ? Của chỉ chi trả. Của chỉ chi trả. Chúng tôi đến sân bay quốc tế rồi. Của mình tạo ra của chi chi chẳng ạ. Đi san của mình nhờ được chấm mặt tú đọc là gì ạ? Mạo y. Mạo y nghĩa là thương mại. Vậy là công sư là công ty, là từ số 4 nữa. Ta ghép luôn là công ty của chúng tôi là công ty thương mại. Chấm mặt xuống. Ủa mình công sư sư mạo y công sư kinh doanh ngành nghề quần áo. Chuyên yến y phủ. Chuyên yến y phủ hoặc là công danh nông kinh doanh nông sản đó. Núng chản. Chản là từ sân chản là sản xuất đấy. Nông sản, nông chản là núng chản. Núng như từ núng nhể là nông nghiệp. Chuyên yến là kinh doanh. Chuyên yến. Đây em nhắn tin luôn từ chi nhín đó chị. Chi nhín là kinh doanh. Có sân y. Và sân y là danh từ kinh doanh ngành nghề thì đó. Ví dụ như là kinh doanh tức là phát đạt, sân y cũng của. Sân y nó là danh từ nói chung về vấn đề kinh doanh. Còn chi nhín là động từ kinh doanh lĩnh vực nào đó. Ví dụ kinh doanh khách sạn chẳng hạn, chi nhín núi quả. Dựa vào kinh doanh khách sạn mà phát đạt chẳng hạn. Khảo kinh doanh nữ quản phát tài. Phát tài là phát tài. Phát tài. Tiểu mình hiểu tài biểu. Mình biết là đại biểu. Nghĩa là đại biểu. Cái đoàn đại biểu nó gọi là gì nhỉ? Tài biểu thoán. Tài biểu thoán. Thoán là đoàn. Tài biểu thoán. Các từ em gửi vào Zalo chị nhớ ghi với nhá. Tài biểu thoán. Sinh ý là kinh doanh, là sinh ý.
sinh ý, cái từ ý đây có nghĩa là lời, tức là kinh doanh thì phải có lời đúng không? Là sinh sinh ý là như vậy. Tài biểu ngoài ý nghĩa là danh từ là đoàn đại biểu ra thì tài biểu là động từ, ví dụ là tôi đại diện cho công ty đến đàm phán chẳng hạn, tôi nói thế nào? Của tài biểu công sư lái thán phản là thán phản là đàm phán. Tí liệu mà nhiều sơ nghỉ là kinh doanh, cái công việc kinh doanh của chúng tôi gần đây rất là kém. Công việc cung chủ, cung chủ cụ tài thảo hoặc là khẩn trả, khẩn trả là rất là kém. Ủa mình tới sơ nghỉ cung chủ chơi chinh khẩn trả. Tiếp theo, chin chu khẩu, xuất nhập khẩu. Chin là tiến là vào, chu là xuất là đi ra. Thì chin chu khẩu là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy công ty xuất nhập khẩu nó gọi là gì? Chin chu khẩu công sư đúng không? Còn chin khẩu là động từ nhập khẩu. Với công ty chúng tôi năm nay nhập khẩu rất là nhiều hàng nông sản. Khẩn tua, núng trả. Núng trả. Đúng, một chuyên ngành cần chung nhau đó. Và xuất khẩu rất là nhiều hoa quả chẳng hạn. Sấy của như là táo. Lì rú, lì rú, ví dụ là lì rú. Phím của nho, hú thảo, chanh, nín mấng, nín mấng và chanh, đấy, hú thảo, nín mấng, đấy, tổng tổng, vân vân. Tiếp theo ta có tip ba mà nhiều ru chỉnh, ru là nhập, chỉnh là cảnh, ru chỉnh nghĩa là nhập cảnh, nhập cảnh trái phép là gì? Phản phả, phạm pháp đấy, phản phả ru chỉnh. Nhập sau khi nhập cảnh anh ấy đã đi vào Việt Nam và ở 5 ngày. Sau khi nhập cảnh trái phép anh ấy đi vào Việt Nam ở 5 ngày. Tha phạm phả ru chỉnh nguyện án trụ ủ thiên. Trụ ủ thiên sống 5 ngày là được. Tiếp theo khải quan là hải quan. Thủ tục hải quan nó gọi là gì? Khải quan sổ suy. Tôi phải ngày mai tôi phải đi làm thủ tục hải quan. Mình theo nội yêu truy bàn. Bàn, bàn là làm bàn sổ suy, làm thủ tục. Mình theo nội yêu truy bàn khải quan sổ suy. Khải quan sổ suy. Thứ sử yếu quan viên, mình biết là quan viên, nghĩa là viên chức. Viên chức hải quan là gì? Khải quan quan nhuyễn. Khải quan quan nhuyễn. Không, viên chức hải quan tức là mình nói về người đó thì từ trung tâm phải ngược, phải về ở phía sau và định ngữ đặt đằng trước, cụm danh từ bao giờ cũng sẽ ngược với cả tiếng Việt. Khải quan quan nhuyễn mà mình dịch ngược lại là viên chức hải quan. Khi mà tôi đi làm thủ tục hải quan thì có gặp một viên chức hải quan tên là Nguyễn Văn Hùng chẳng hạn. Khi mà tôi đi làm thủ tục hải quan sớm mơ nghĩa là cái gì đó thì chị điền cái nội dung đằng trước cái từ sớm mơ sớm mơ này từ tơ xứ khẩu đấy. Ví dụ như là khi mà tôi đi làm thủ tục hải quan thì tôi gặp một viên chức tên là Nguyễn Văn Hùng. Ủa truy bản hải quan sổ suy tơ xứ khẩu. Cái chữ summer được thay bằng cái nội dung khi điều đó xảy ra, vâng. Ý cỡ. Khải quan quan nhuyễn. Sư. Đoạn huấn chúng. Nguyễn Văn Hùng. Rồi chị nói lại nào. Lưu loát hơn ạ. Chuyên bản. Bạn là làm. Không phải, của truy bản khải quan sổ suy
的时候，就就了题，就见一个一个海关官员，一个海关官员是阮文雄，熊然后没来过，问狗了，没来过，那叫十一，我们有护照啦，护照，护照。trên hộ chiếu có viết cái thời gian nhập cảnh. Trên hộ chiếu là khu trao sàng. Khu trao sàng có xỉa trợ. Xỉa trợ. Khu trao sàng xỉa trợ. Xỉa trợ rù trình. Rù trình sử gian. Rù trình sử gian.护照上写着入境时间，十二，登记卡，登记卡，就是个thẻ đăng ký，登记是đăng ký，卡是个thẻ，đúng không？登记卡，就是他们变成đăng ký卡，就是thẻ đăng ký，登记卡。Khi mà bạn đăng ký thì nhân viên hải quan sẽ đưa cho bạn một cái thẻ đăng ký。你登记的时候。的时候，那黑掉一刀彩蛋。你登记的时候，对不对？卡了个thẻ。你登记的时候，海关官员就发给你，一张登记卡。对不对？你登记的时候。海关官员会发给你一张登机卡。会发给你一张登机卡。发给就是发cho，chị chưa biết từ đây。会là sẽ。会có mấy nghĩa会là biết này。我会说汉语này。会thứ hai là sẽ này。明天我会来，ngày mai tôi sẽ đến này。会thứ ba là họp này。开会là họp。我们今天八点开会，后面8点那些好会八个在会你别去加就不点这些不要去加就不要去加对叫十三我们有行李行李的行李行李行李的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 行李hành lý của tôi rất là nhiều, có 5 cái vali. Ta nói thế nào? Yếu ủ cơ. Xiang chữ. Xiang chữ. Chữ, 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 chữ. Xiang chữ. Yếu ủ cơ xiang chữ. Sử ủ, là cái chán thỉnh. Chán thỉnh là sản phẩm, sản tức là sản xuất ra, còn thỉnh tức là phẩm, tức là hàng.Thì nó có thương phẩm là sang phẩm và chán phẩm là sản phẩm. Những cái đồ sản xuất ra xong rồi để chuẩn bị bán thì gọi là sản phẩm. Và những cái đồ nào mà đưa vào thị trường để kinh doanh thì gọi là thương phẩm và sang phẩm. Chán phẩm. Cái sản phẩm của công ty chúng tôi năm nay rất là nhiều. Chín nhán chán phẩm khẩn tua. Ở mình công sư chín nhán tự chán phẩm khẩn tua. Phải tìm thị trường để kinh doanh, để bán chẳng hạn, bán gọi là sell sổ, tiêu thụ ấy. Giao chảo, giao chảo sư chảo. Sell sổ, sell sổ là tiêu thụ. Tiếp theo, ta có từ quảng cáo là quảng cáo. Vậy làm quảng cáo nó gọi là gì? Quảng cáo, chua quảng cáo. Công ty chúng tôi đang làm quảng cáo ở thị trường Trung Quốc. Không cần từ chăng đâu, của mình công sư tại Trung Quốc thị trường, chua quảng cáo. Chua quảng cáo. Chua quảng cáo. Quảng cáo, quảng cáo đúng không? Quảng cáo sản phẩm là gì?Quảng cáo chán phỉn là động từ kết hợp với tân ngữ. Nhưng nếu là cụm danh từ thì mình nói ngược lại là chán phỉn quảng cáo.
sản phẩm quảng cáo. Khuo là hàng, hoạt dạng, khuo dạng tức là hàng mẫu, khuo dạng. Các bạn có hàng mẫu không? Để tôi xem một chút. Nếu bạn hiểu bây giờ khuo dạng, bây giờ khăn hả? Chắc chạy từ khuo nữa. Từ khuo là hàng mà. Việc của nó là hóa dạng, khuo dạng, hóa dạng. Tiếp theo, treo sợi là thuế, treo sợi tức là nộp thuế. Mỗi năm chúng tôi phải nộp thuế là 5 vạn nhân dân tệ. Của mình treo sợi từ chén, đơn giản cho đơn giản, của mình treo sợi từ chén. Sư ủ an rồi miếng tỷ. Tiếp theo là sang nghệ giá trị là giá trị, sang nghệ là thương nghiệp, là thương mại, sang nghệ giá trị là giá trị thương mại. Cái sản phẩm của chúng tôi có giá trị thương mại rất là cao. Sản phẩm khẩn cao, của mình sản phẩm có sang nghệ giá trị khẩn cao, sang nghệ giá trị, giá trị quan đấy, giá trị quan. Tiếp theo ta có từ miễn thuế. Ở sân bay thì có cái hàng miễn thuế chẳng hạn, có miễn thuế sang tiện, tức là có cửa hàng miễn thuế, đúng không? Hoặc là dầu miễn thuế phẩm. Miễn thuế phẩm tức là cái sản phẩm miễn thuế. Sang 21 là trao của, trao của là vượt qua. Đấy. Cái trình độ của bạn vượt qua cả tôi rồi. Thủy bình á, thủy bình trình độ. Chào là siêu, siêu quá tức là siêu nhân, chẳng hạn nó gọi là chào rấn, chào. Đây gọi là thiến là động từ điền, thiến sảng là điền vào. Ví dụ như là sân bảo tan tức là cái tờ khai, thì mời bạn điền vào cái tờ khai là gì? Chính nhỉ thiến sảng sân bảo tan. Tan đọc ngang là tan. Nà, chính nhỉ thiến sảng sân bảo tan. Sân bảo tức là tờ khai, tan là đơn. Tiếp theo là trao sầu là vẫy tay. Nhìn thấy tôi đứng ở cửa sổ, cô ấy vẫy tay chào tôi. Can jian wo. Can chai. Chuang khu. Chuang khu là cửa sổ. Ta chào khẩu. Tả chào khu. Chào hỏi nó gọi là tả chào khu. Tả chào khu. Ta khuẩy chơ sầu. Nói đầy đủ là ta khuẩy chơ sầu tả chào khu. Chơ ra là biểu thị sự tiếp diễn kéo dài của động tác, giống như từ đang ấy. Nhưng trong văn nói mà ta lồng với văn viết thì bạn câu văn sẽ hay hơn. Nên ta lồng nhiều nó quen vậy, cái gì làm nhiều nó cũng sẽ quen thôi. Kệ nó. Nếu mà mình không sử dụng các văn nói mà với dạng văn vở nhiều ấy, thì lúc mình nghe người ta nói văn vở là mình cũng sẽ không hiểu. Thì mình phải văn vở giống người ta, tức là cái đẳng cấp mình phải nói ngang người ta, đến lúc mình nghe người ta giao thiệp mình mới hiểu được. Chứ nếu mà mình lúc nào cũng đinh đinh mấy cái từ trong sách ở cái trình độ Hán ngữ sơ cấp ấy, là lúc mình đi làm trong thực tế rất là khó. Vì trong thực tế người ta đều là những người có những kiến thức dày dặn về tiếng Trung thôi, học từ bé tiếng Trung mình học mấy năm. Thế thì mình không dùng những cái từ đấy quen, thì lúc mà người ta nói nó khó lên một tí là mình nghe lại không hiểu, mình cứ cảm giác cái trình độ của mình nó là còn non kém. Thực chất thì không phải, mà khi mình học mình cứ học sơ cấp nhiều quá, mình không nghĩ đến việc học cao cấp. Thì cao cấp nó không khác nhau là mấy. Ví dụ như đang chẳng hạn thì động từ có thêm từ chơ ở đằng sau là nó đã biểu thị tiếp diễn kéo dài rồi. Thế trong thực tế nói thì ít khi họ nói là của chân trại chua sở mơ là tôi đang làm gì đấy, họ không nói thế đâu. Họ thường nói của chợ rồi tôi đang ăn cơm chẳng hạn, người ta không nói của trại chư phản rồi chư trợ ủa chưa chợ giờ tôi đang ăn thế thôi. Thì cái kiểu nó là như thế thì mình cứ quen thế là nó sẽ nhanh hơn.
Tôi chưa cho phản ở, tôi đang ăn cơm. Thế nào, phụ chủ chính lý, phó tổng giám đốc, chủ chính lý là giám đốc, còn phụ là phó phụ chủ chính lý, đúng không ạ? Anh ấy là giám đốc, anh ấy là phó giám đốc của công ty chúng tôi, tên là Nguyễn Mạnh Cường. Đoàn Mẩn Chiang là Nguyễn Mạnh Cường. Ở số liệu lão bản là ông chủ, đúng không ạ? Lão bản. Ta lão bản là ông chủ lớn, là lão bản. Ông chủ ơi, việc kinh doanh của ông gần đây rất là phát tài rồi đúng không? Lão bản chưa. Lão bản ạ? Nǐ de sheng yǐ. Zuì jìn. Khẩn pha trái. Phát trái là phát tài, là khẩn cúng khổ cũng được, hồng hỏa tức là cháy rừng rừng ấy. Khẩn phát trái mà, đúng không ạ? Sử chi chủng soạn nghĩa là cuối cùng, là chủng là tổng, còn soạn là tính. Tính tổng cộng là tôi đã, tháng này tôi đã tiêu hết 3 vạn nhân dân tệ. Tháng này? Chưa cơ duyệt. Bố ỷ chinh, ỷ chinh là đã khoa lở. Khoa lở 3.000 là 3 vạn nhân dân tệ. Khoa lở san hoàn. Bố ỷ chinh khoa lở san hoàn rồi mình bị nó. 23 là cái sổ suy, là thủ tục. Thì bạn đây, thì bạn nữa em vừa nói đấy. Bạn là làm nên bạn sổ suy, tức là làm thủ tục. Thì bạn ru chinh sổ suy, làm thủ tục nhập cảnh. Hoặc là ban khu trào sổ suy, tức là thủ tục với visa, ban sổ suy. Làm thủ tục nhập cảnh rất là phức tạp, thế nên các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ. Không, ban sổ suy là được rồi, tôi không cần từ chua nữa. Ban chính là chữ làm, nhưng mà làm các cái liên quan đến giấy tờ, mình dùng chữ bản, không dùng chữ chua. Ban ru trình sổ suy. Phụ trả. Các bạn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Chua hảo vấn kiện. Vấn kiện là văn kiện. Nếu mình chua hảo chuẩn bị vấn kiện. Chua hảo chuẩn bị văn kiện, các giấy tờ văn kiện. Tiếp theo ta có từ xuân lì, xuân lì là thuận lợi. Chúc các bạn thuận lợi trong kinh doanh. Sinh ý xuân lì là được rồi. Chúc nhiều bạn sinh ý xuân lì, kinh doanh thuận lợi. Không cần tơ nữa, nó xuân lì là động từ luôn, mà là tính từ luôn. San sứ là cái chiếu điện là khách sạn 5 sao đúng không ạ? Ngũ sinh chiếu điện, ngũ tinh cửu điểm là khách sạn 5 sao. Chiếu thì đứng một mình là rượu, như khơi chiếu là uống rượu, nhưng mà chiếu điện là khách sạn, chiếu điện. Thường họ nói khách sạn cao tầng ấy, người ta gọi là chiếu tiền tả xa. Ta lưu ý ta có được một cái từ mà hay dùng trong thực tế, nhất là cái từ tả xa, nghĩa là cái tòa tháp. Tả xa, chiếu tiền tả xa, tả xa là cái tòa tháp lớn. Chúng tôi đến Bắc Kinh và sợ và ở tại khách sạn Bắc Kinh. Chúng ta tả Bắc Kinh cửa trụ trại. Chú trại Bảy Chinh Chiểu Điện. Chiểu không phải là chiểu. Chiểu chú trại Bảy Chinh Chiểu Điện. Tiếp theo ta có một số danh từ riêng. Sử Tráng Sinh, John Smith. Sử Cường Sinh. Bái Lín, Bạch Lâm. Lin Pretty, Mỹ Quốc Quốc trị Mao Yi Công Sư, công ty thương mại quốc tế Mỹ.
Hoa Kỳ, Thái Loan, Đài Loan, đúng không ạ? Thái Loan rấn người Đài Loan này. Đông Phương Chinh Chu Khẩu Công Sư, công ty xuất nhập khẩu Đông Phương, Phương Đông. Lý Xin Huấn, Lý Tín Văn, Lý Xin Huấn. Đó. Công ty nông nghiệp xanh. Lý Sửa, Nông Nghiệp Công Sư. Công ty nông nghiệp xanh, em nhắn tin nhé. Công ty nông nghiệp xanh ấy ạ. Lý Sửa, Nông Nghiệp, có xuất nhập khẩu gì không? Công sư. Đơn giản, cái cụm từ này không khó lắm. Rồi. Ta sang phần để xem phần ngữ pháp. Đây, cấu trúc câu. Để ta nghe một lượt cấu trúc câu họ đọc thế nào nhá.句型一：一，是来的，是去的？您是来旅行的吗？我是去中国做生意的。二，真不错。您的中文真不错。机场的服务真不错。三，就。这位就是东方公司的副总经理李先生。我的车就在外边。 四，提起。白琳常常跟我提起您。提起这种产品，这次我带了一个货样。五，谢谢。谢谢你来机场接我们。李先生，谢谢您帮我们订了酒店。 Ừ, đó là chiều tiên, đó, từ vài câu vậy thôi, không khó lắm đúng không ạ? Em giải thích một chút đúng không ạ? Sư, có thể lái hoặc truy, lái là gì? Lái là đến hướng phía người nói, còn truy là xa phía người nói. Sư tơ là cấu trúc để nhấn mạnh. Lì này, chị có đọc được mấy cái này không? Nghĩa là gì? Nếu sư lái lủy, không phải Trung Quốc, nếu sư lái lủy xin tương mà bạn đến du lịch có phải không? Tiếp theo. Tôi đến Trung Quốc để kinh doanh, để làm kinh doanh. Tiếp theo. Chân phú chủ rất là tốt đúng không ạ? Nghĩa là nếu Trung Quốc rất là tốt, vậy. Nếu Trung Quốc rất là tốt, vậy. Chi chẳng tờ phú ủ. Thế là? Chi chẳng tức là sân bay, cơ trường. Phục vụ của sân bay rất là tốt. Thật là tốt. Triệu là thì, đúng không ạ? Chi chẳng là sân bay. Chi chẳng đấy em nhắn tin. Phú ủ là phục vụ đúng không? Chị ghi luôn là sách đi. Nhớ kể lên sách của mình đi. Cái này đi. Ghi vào xong mình còn học đi. Sách này mình bán lại không ai mua nữa rồi. Chỉ còn mình với sách thôi. Chân phú chưa?这位就是东方公司的副总经理李先生。Đây chính là gì? Đây chính là phó giám đốc công ty Phương Đông, đúng rồi. Lý Tiên Sinh, ông Lý.
đây đây vị này chính là chưa quay tức là vị này à, vị này chính là ông Lý tổng à, phó tổng giám đốc của công ty Phương Đông Tương Phan công sư. Phó chủ tịch ủy. Tiếp. À, tiếp theo. Chưa là xe mà. Ủa tôi chưa. Chưa chạy ngoài biên. Ừ, nghĩa là xe của tôi ở bên ngoài. Vậy. Chí chỉ nhắc tới nhắc đến bái lín tráng tráng thí chỉ nín bạch bạch lâm đi thường, thường nhắc đến bạn nhắc đến ngài hoặc là nhắc đến ngài với tôi. Thí chỉ tiếp xin chào à đâu thí chỉ chưa chủng sản phẩm của tài là một cái giang của货样à, nhắc đến cái loại sản phẩm này thì lần này tôi đã mang theo một cái hàng mẫu. Nhắc đến đúng không? Chưa chủng sản phẩm tức là loại sản phẩm này thì chưa xử tức là lần này tôi đã mang theo một cái hàng mẫu. Sản phẩm đúng không? Sản phẩm chưa xử của tay lại cái dạng khu dạng tức là hàng mẫu đúng không? Sách này có vẻ dễ hơn cái kia một tí đấy. Có vẻ hợp với chị hơn, hợp dần dần học nhanh lên. Của tài là ý cơ giang khổ à khổ giang khổ giang. Nhắc đến cái loại sản phẩm này thì lần này lưu ý là chữ sử ta đọc xíu nhá, sử chưa sử. Lần này tôi đã mang theo một cái hàng mẫu. Đó, thi ủ nào, xì xì ở cái thập mệnh đề nào. Chia của mình. Đón chúng tôi. À, chia là đón đúng không ạ? Chia là nghe điện thoại, là chia điện thoại. À, không nói là thiên điện thoại nhưng phải nói là chia điện thoại. Rồi. Chia của mình.
Lý, Lý xem xem. Xin xin nín. Bang wǒ men. Bang wǒ men. Tìm là chiều điện, tìm là đặt. Tìm phòng là đặt phòng. Tìm chiều điện là đặt khách sạn. Đó. Thì giúp chúng tôi đặt khách sạn, đặt khách sạn tinh chiều tiện. Tinh là chiều tiện, đặt khách sạn. Rồi, quay lại phần bài khóa nào. Đào tả Trung Quốc, đây là sân bay Trung Quốc đây. Đây là quốc tế đấy. Cảng Ao Thái. Ban chỉ chi. Rồi, bài này. Phải nghe là số 01. Nhìn được bài khóa chưa? Sử Chiang Xian Sheng和白林小姐是美国国际贸易公司的代表，这次他们来中国做生意。史先生过去在台湾工作过两年，白小姐去年来过北京，跟东方进出口公司的李先生认识。李先生和白小姐说中文说得都很好。对了，ông Lý Cường Sinh và cô Bạch Lâm là đại biểu của công ty thương mại quốc tế Hoa Kỳ. Lần này họ đến Trung Quốc làm kinh doanh. Thì ông Lý Tiên Sinh đã qua Đài Loan làm việc được 2 năm, đã làm việc 2 năm tại Đài Loan. Cô Bạch thì đã đến Bắc Kinh năm ngoái. Và làm sao? Và cũng đã quen với cô Lý ở công ty xuất nhập khẩu Phương Đông. Ông Sử và cô Bạch thì nói tiếng Trung đều rất là tốt. Đây là cuộc hội thoại giữa họ đúng không? Ru Chin là nhập cảnh. Ru Chin nhập cảnh. Đấy. Ở đây họ có mã cốt khử khuẩn Fan Yi đây này. Chỉ cần quét cái khử khuẩn Fan Yi này một cái là sẽ ra cái nội dung. Nhưng mà mình quét vào Zalo. Mình vào cái mã của Zalo đấy, Zalo có một cái mã đây, quét cái là sẽ ra nghĩa luôn, mở luôn, đấy. Chị em sao chép URL thì em sẽ gửi cho chị. Ở trong chữ phồn thể thì chúng ta sẽ nó cũng buffet đấy, chứ chẳng có đâu. Cái này là buffet. Em quét thử không thấy. Nhưng mà đúng nữa, mà quét mã QR thì ra thôi, đơn giản thôi mà. Routine là nhập cảnh này, thì nghe phân tích một chút này. Nín hảo, nín sư lái lủy chính thôi mà. Đến đây du lịch được không? Phủ, của sư lái cho sân nghị đỡ là gì? Chứ sư của tôi khu trào của ru trình tân chi khả. Tân chi khả đó là thẻ đăng ký, đúng không? Nhập cảnh. Của tôi khu trào tức là hộ chiếu. Của tôi và cái thẻ. Thẻ nhập cảnh, thẻ đăng ký nhập cảnh. Chưa lẻng chen xin lý đâu sư nín đơ ma? Xin tả khai chơ cơ xiang zi. Hai cái hành lý này đơn ngài phải không? Xin mời mở cái vali ra. Hảo tợ mấy vân thí. Chưa xia sư sở mó. Đây là cái gì? Rồi. Chưa xe sản phẩm quảng cáo và khu gia. Đây là cái sản phẩm quảng cáo và hàng mẫu.
这一件是礼物. Chiếc này là quà. Cái này là quà. Những thứ này là giao thuế mà? Giao thuế là nộp thuế. Những thứ này thì có cần phải nộp thuế hay không? Không có商业价值的广告和货样可以免税. Không có quảng cáo và không phải, mình không dịch như này. Quảng cáo và hàng mẫu mà không có giá trị về thương mại nhá. Ta dịch cả cụm này này, để ta lưu ý cụm này. Quảng cáo và hàng mẫu không có giá trị về thương mại thì có thể được miễn thuế. Trao của 2000 yuan de li wu xu yao jiao shui. Nghĩa là gì? Lý u là quà. Những cái món quà mà vượt qua giá trị là 2000 nhân dân tệ. Xu yao jiao shui tức là phải cần phải nộp thuế. Đúng không? Nín tờ vấn thí nín tờ mấy vấn thí. Cái của ngài ấy thì không có vấn đề gì. Nhưng mà ngài còn phải điền vào một cái tờ khai báo, tờ xin, sân bảo tan tức là tờ xin, tờ khai báo. Yo, đây là cái tờ xin hải quan của chúng tôi. Hộ chiếu và cái thẻ đăng ký nhập cảnh của tôi, đúng không? Chứ sư sở mơ, đây là cái gì? Na sư sở mơ, kia là cái gì? Nó sư của tôi khảo phấn yêu, kia là bạn tốt của tôi, bạn thân của tôi, khảo phấn yêu, bạn tốt đó, đúng không? Xeo là cười, đúng không? Sưa, đúng vậy. Nó sư của tôi tiên nọ, kia là cái máy tính của tôi, đúng không? Chúng tôi luôn ở bên nhau, sư chơi khảo tôi phấn yêu, là bạn tốt nhất của nhau. Xeo, nỉ tơ trung ấn chân thú chua. Tiếng Trung của bạn rất là tốt. Ná lỉ là đâu có. Đâu có. Tiếp theo, tiểu chiên miền là gặp mặt. Chạy chi chẳng chu khẩu ở cái lối ra của sân bay. Khán, na sư Lý Xian Sông. Nhìn kia là Lý Tiên Sinh, ông Lý trao sầu. Vẫy tay, trao sầu. Lý Xian Sông, hào chở bú chèn lở, ní hảo. Lâu ra, ông Lý, lâu không gặp, chào anh. Ní hảo, bái xéo chỉ ở. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoan nghênh. Tôi lại chia sẻ một chút. Tôi giới thiệu một chút. Đây là
ông Lý, phó tổng giám đốc của công ty Phương Đông. Ừ, Phương Đông. Chư quay sư của tơ lão bản, Mr. Smith. Đây là ông, đây là ông chủ của tôi, hoặc là sếp của tôi, giám đốc của tôi, ông Smith. Nín hảo, của sư John Smith. Của tơ trung quân mình tử chào sư Giang Sơn. Tên tiếng Trung của tôi là Sử Cường Sinh. Nín hảo, của chào Lý Xin Huấn. Lý Tiến Văn, khoan nhìn nhìn lái Trung Quốc. Lái Trung Quốc. Xe xe, Bái Lín chẳng chẳng cân của thí chỉ nín. Chưa sư chủ soạn chen miệng lọ. Bạch Lâm. Thường nói đến, ngài với tôi. Lần này coi như là gặp, đã gặp mặt. Thay hảo lợ, chua lợ sử chỉ cơ sở sử tợ phê chi. Thật là tốt, đi mấy, đi mười mấy tiếng máy bay. Chủng soạn tao bảy chiếc lở Lý Xen Sở. Cứ coi như là đến được Bắc Kinh rồi. Lý Tiên Sinh, xin xin nhìn lại chi trảng chia của mình. Đúng rồi, những cái câu này chị phải học thuộc nhé. Sau này mình nói mình chỉ cần nhớ đến cái ý đấy là mồm mình tự nói ra. Đấy. Để phiên dịch tốt ấy, không phải là mình cứ dựa vào từng chữ rồi mình dịch đâu. Và khi nghe được cái ý đấy tự nhiên đầu mình nó hiện ra luôn cái câu tiếng Trung trong đầu ấy. Cứ thế mình ấn nút play nó chạy ra thôi. Chứ lại đi dịch từng chữ một nữa thì không có cái chuyện đấy đâu. Thì không thể nào nói nhanh được. Giao tiếp nhanh chẳng qua là mình đã định hình được cái, tất cả các cái dữ liệu trong đầu rồi. Và khi đấy là nó tự nó loát ra thôi. Chứ em nói một câu tiếng Việt cái tự nhiên trong đầu nó hiện ra câu tiếng Trung luôn. Mình nó là một hoạt động vô thức, nhưng mà để có một cái vô thức đấy thì mình học thuộc. Đấy. Đấy là chính là mình nâng cao về khả năng tư duy và khả năng học thuộc như thế. Chứ không phải là cứ dịch từng chữ một, chứ làm sao mà đầu mình nó nhanh như robot nó đếm từng chữ ra được trong đầu đâu. Quay những câu đã hay dùng, ví dụ nhà mình cảm thấy rất vui khi gặp bạn là xin xin nín rân rân xin nỉ của khẩn cao xin 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 nín lái chia quả. Thế thôi, mình tự nhiên trong đầu nó sẽ ra những cái câu tương tự như thế. Thế là mình quen bạn rất là vui, cảm ơn bạn đã đến sân bay đón tôi. Xin xin đến lái chi trả chia của mình. Đúng rồi. Đúng rồi, xin lão có nhiều lời là tốt. Rù trình, nì mần tơ rù trình sổ suy. Nì mần tơ rù trình sổ suy tô ban hảo lơ mà. Tức là cái thủ tục nhập cảnh của các bạn thì đã làm xong chưa? Ban hảo lơ. Ý chí ở tâu khẩn xuân lị. Tất cả đều rất là thuận lợi. Chưa chưa chai ngoài bia. Tôi xin xung nỉ mân. Tôi xin xung nỉ mân. Nên khách sạn. Tôi lấy lầm ba. Lấy lầm ba. Các bạn nhất định thì đều đã mệt rồi đúng không? Đúng rồi, nghe băng một chút ạ. Nghe băng chị nhìn thì đọc theo nhá. Nhẩm đọc theo nhá. Y, đi yi ke, dào đá Trung Quốc. Sử Qiang Sheng xian sheng he Bai Lin xiao jie shi Mei Guo Guo Ji Mao Yi Gong Si de dai biao. Zhe ci ta men lai Zhong Guo zuo sheng yi. Sử xian sheng guo qu zai Tai Wan gong zuo guo liang nian. Bai xiao jie qu nian lai guo Bei Jing, gen Dong Fang jin chu kou gong si de Li xian sheng ren shi. Shi xian sheng he Bai xiao jie shuo Zhong Wen shuo de dou hen hao. Đây là một chấm mấy nhỉ? 1.1 nhỉ?
一，到达中国。一，对话。一，入境。您好，您是来旅行的吗？不，我是来做生意的。这是我的护照和入境登记卡。这两件行李都是您的吗？请打开这个箱子。好的，没问题。这些是什么？这些是产品广告和货样，这一件是礼物。这些东西要交税吗？没有商业价值的广告和货样可以免税，超过2000元的礼物需要交税。您的没问题，不过您还是需要填一张申报单。哦，这是我们的海关申报单，我的护照和入境登记卡。那是什么？那是我的好朋友。好朋友？是呀，那是我的电脑，我们总是在一起，是最好的朋友。你的中文真不错。哪里哪里？二，见面。看，那是李先生。李先生，好久不见了，你好。你好你好，白小姐，我们又见面了，欢迎欢迎。我来介绍一下，这位就是东方公司的副总经理李先生，这位是我的老板 Mr. Smith。 你好，我是 Johnson Smith， 我的中文名字叫史强生。你好，我叫李信文，欢迎您来中国。谢谢，白琳常常跟我提起您，这次总算见面了。太好了，坐了十几个小时的飞机，总算到北京了。李先生，谢谢你来机场接我们。不客气，我们是老朋友了。你们的入境手续都办好了吗？都办好了，一切都很顺利。好，那我们走吧，车就在外边。我先送你们去酒店，你们一定都累了吧。嗯。词汇一，到达，国际，贸易，公司，代表，生意，进出口，进口，出口，入境，海关，官员，护照，登记卡，登记卡，行李，箱子，产品，广告，货样，交税，商业价值，商业价值，免税，超过，填申报单，申报单，招手，副总经理，副总经理，老板，总算，手续，办手续，顺利，酒店，专有名词，特殊名词，史强生，白琳，美国国际贸易公司，台湾，东方进出口公司，李信文。句型一，一，是来的，是去的。您是来旅行的吗？我是去中国做生意的。二，真不错。您的中文真不错。机场的服务真不错。三，就。这位就是东方公司的副总经理李先生。我的车就在外边。四，提起。白琳常常跟我提起您。提起这种产品，这次我带了一个货样。五，谢谢。谢谢你来机场接我们。李先生，谢谢您帮我们订了酒店。啊，买得跳。刚才话还白话了，没出，那老板没送，那不好了。李先生，谢谢帮我们订了酒店。二，阅读短文，在中国说中文。在中国说中文会有很多好处，
一句最简单的你好常常使事情变得容易。你好让严肃的官员对你微笑，让紧张的谈判变得轻松。不要担心你说中文说得不好，你会发现当你说中文的时候，中国人总是非常高兴，也更乐意帮助你。说中文容易交朋友，有了好朋友，做生意办事情都会有很多方便。只要你每天都说中文，能说多少就说多少，你的中文就会越来越好。Vâng, hôm nay không cần, tôi cứ để bố cầm để trên. Không. Từ hội 2. Sử. Sử. Biến đề. Nghiêm túc. Vui xiao. Căng thẳng. Thảm phán. Chính sống. Chính sống này. Đan xin. Lợ y. Giao bằng yêu. Bàn sự tình. Yue lái yue. Yue lái yue. Rồi, nó là cái phần từ vựng một chút. Sử là bảo ai đó làm điều gì, khiến cho ai đó công việc làm cho tôi cảm thấy rất là mệt chẳng hạn. Sử của khẩn lệ, đúng rồi. Hai là biển tửa, anh ấy từ hồi đi cơ làm giờ thay đổi rất là nhanh. Đấy là khi đi làm, súng tha công chủ. Từ sứ khẩu tao xen trại. Tao xen trại, biển tớ khẩn khoại. Thay đổi rất là lớn. Hoặc là biển tớ khẩn tạo. Tớ tao giãn sủ là nghiêm túc. Anh ấy tính cách rất là nghiêm túc nhưng mà rất là thân thiện. Xin cửa. Rất là nhưng rất là thân thiện. Ta xin cửa khẩn nhén xù, nhưng lại rất là thân thiện. Thân thiện là gì? Khẩn chín sản. Chín là thân thiết, còn sản tức là thiện. Sản lẻng là thiện lành, đấy, tức là lương thiện. Đấy. Chín sản là thân thiện. Tiếp theo là vui xiao. Em nhắn tin cái từ chín sản là gì? Từ mới về học thêm để chị tra lại trong từ điển khan chữ có vào giá nào nó dạng chính xác. Tiếp theo quay xẻo là nụ cười. Cô ấy gặp tôi là lại cười, lại mỉm cười. Ta chen là của chiều quay xẻo chiều khai là quay xẻo cũng được, nở nụ cười. Hai là nở. Tiếp theo chỉnh trang là căng thẳng, đúng không? Công việc rất là nhiều cho nên hàng ngày anh ấy rất là căng thẳng. Tha khẩn chỉnh trang, công việc khẩn tua suy mấy thiên tha khẩn chỉnh trang. Thứ liệu là cái thán phạm tức là đàm phán. Chúng tôi đã đàm phán 2 ngày nay rồi nhưng mà vẫn chưa đến thống nhất. Chúng mình đã thán phán được 2 ngày. 2 ngày. Khởi sư khái mấy hiểu chấu đạo. Chấu đạo là đi đến. Chấu đạo thống nghị. Chấu đạo thống nghị. Họ tư duy giống ở Việt Nam mà.
Tiếp theo là chinh sung, chinh sung. Họp xong thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Khai khai khuẩy là họp, họp xong gọi là khai oán khuẩy. Cần chinh sung. Thứ ba là cả tan xin, là lo lắng. Này, ngày mai phải đi công tác suy, thế nên anh ấy rất là lo lắng chẳng hạn. Mình thiện nhau chu trai, chu trai. Ta khẩn tan xin. Là ta khẩn chỉnh trang cũng được, tan xin cũng được. Anh ấy lo lắng rằng là tôi ở nhà không biết nấu cơm. Ta tan xin của trại cha. Bú khuẩy chua phản. Chua phản. Ừ, chua phản. Đi chiều lừa ý, lạc ý là vừa ý, sẵn lòng. Tôi rất là vui khi mà giúp bạn. Ủa khẩn lừa ý, băng chú nỉ hoa. Băng chú nỉ tớ sứ khẩu, ủa khẩn lừa ý. Lừa ý. Giao phẩn nhổ là kết bạn. Anh ấy rất là lương thiện, thế nên là kết được rất nhiều bạn. Sản lẻng. Ta khẩn sản lẻng. Số ý. Giao là khẩn tua phẩn nhổ. Giao là động từ, còn phẩn nhổ là tân ngữ. Nên khi là kết được rất nhiều bạn, thì ta sẽ tách cái từ giao phẩn nhổ ra là giao lợ khẩn tua. Giao lợ khẩn tua phẩn nhổ. Đó. Sự y là ban sự chính, tức là giải quyết công việc, đúng không ạ? Anh ấy làm, anh ấy giải quyết công việc rất là hợp tình, hợp lý. Khớ chính, khớ lý. Tha ban sự chính, bản tứa, khẩn, khớ chính, khớ lý. Thì bổ ngữ chỉ khả năng mà. Động từ kết hợp với tân ngữ thì khi mang bổ ngữ chỉ khả năng, ta phải lặp lại động từ một lần nữa. Xong kết hợp với chữ tứa, kết hợp với cả cái tính từ. Ban sự chính, bản tứa, khớ chính, khớ lý. Ban sự chính, bản tứa. Ban tứa, khớ chính, khớ lý. Duyệt lại duyệt ngày càng ngày. Thời tiết ngày ngày càng ngày càng nóng là gì? Duyệt rửa. Rồi tiếp theo sang phần cấu trúc nào. Chúng ta nghe tiếp phần cấu trúc nhé. Không đúng sáu. 句型 二， 一， 使， 让。 一句最简单的你好， 常常使事情变得容易， 常常让事情变得容易。 他说的话使那位官员很生气， 他说的话让那位官员很生气。 二， 当的时候。 当你说中文的时候， 中国人总是非常高兴。 当我走到出口的时候， 我看见李先生正在等我。 三， 只要就。 只要你每天都说中文， 你的中文就会越来越好。 只要我有时间， 我就一定去飞机场接你。 四， 能， 多少， 就多少。 你应该每天练习说中文， 能说多少就说多少。 这些产品我们能卖多少就卖多少。 五， 越来越。 他的中文越来越好。 现在去中国做生意的人越来越多。 是什么让， 那么保爱đó， 得爱đó làm gì？ 一句最简单的你好， 常使或者让事情变得容易。 你看到你， một câu xin chào rất là đơn giản nhất, hoặc là rất là đơn giản.
thì thường làm cho sự việc trở nên dễ dàng hơn. Đúng rồi. 他说的话使那位官员很生气. Lời nói của anh ta làm cho cái quan viên đó rất là tức, cái người người quan đó rất là tức, hoặc là cái người viên chức đó rất là tức. Tang là từ sử khẩu đương đích thời hậu, tức là khi điều gì đó xảy ra. Tang thì nói Trung Quốc từ sử khẩu, Trung Quốc nhân chủng sự phi thường cao hứng. Khi mà sao? Tiếng Trung đúng không? Trung Quốc là tiếng Trung. Thì người Trung Quốc. Rất là vui. Tăng lý chẩu tạo. Tăng lý chẩu tạo chu khẩu tờ sứ khẩu. À, khi mà bạn đi ra cái đi đến cái chỗ lối ra Lý khan chèn Lý sen sơn chưng chạy tấn của à, của khan chèn Lý sen sơn chưng chạy tấn của. Tôi nhìn thấy ông Lý thì đang đợi tôi. Chỉ yêu sở mà chịu, tức là chỉ cần điều gì đó xảy ra. Chỉ yêu Lý mấy thiên tôi sô Trung Quân, Lý Trung Quân chịu quê yêu lại yêu họ. Tiếng Trung của bạn sẽ ngày càng tốt, đúng rồi. Chỉ yêu yếu sử dân, vô chịu ý định chú ý chí chào chia Lý. Chỉ cần tôi có thời gian, nhất định là sẽ đi sân bay đón bạn. Nấng, cộng động từ cộng tua sảo cộng chiều cộng động từ tua sảo, tức là có thể làm điều gì đó bao nhiêu thì đạt điều gì đó bao nhiêu. Lý yên cai mấy thiên liên xí xua Trung Quân, nấng xua tua sảo chứ xua tua sảo. Bạn nên mỗi ngày luyện tập nói tiếng Trung, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Chứ xe chán phỉn, của mình nấng mải tua sảo chứ mải tua sảo. Những sản phẩm này tôi có thể bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Duy lại duy, ngày càng ngày. Thà được Trung Quân duy lại duy họ. Càng tốt lên. Xem trải truy Trung Quốc cho sân nghị được rấn duy lại duy tù. Bây giờ người đi Trung Quốc làm kinh doanh ngày càng nhiều. Đúng rồi. Thì về nhà chị nhớ đọc lại, lưu loát cái này, ghi âm gửi em nhé. Tất cả cái nào nó có file nghe thì chị nghe xong chị đọc lại hết là được. Cứ có file nghe thì chị nghe, chị đọc lại nhé. Kể cả bài khóa, kể cả mẫu câu, tất cả, kể cả từ mới. Đọc và dịch. Tôi đọc thôi cũng được, nếu mà không, tôi đọc thôi. Đọc và dịch chuyện nó nhiều, chị không có thời gian, chỉ cần đọc thôi là được. Ngộ. Cái này là 0004. Tôi nghe lại cái file 004 nào, cái phần bài khóa nào. 2. 阅读短文. 在中国说中文. 在中国说中文会有很多好处. 一句最简单的你好 常常使事情变得容易。你好，让严肃的官员对你微笑，让紧张的谈判变得轻松。不要担心你说中文说得不好，你会发现，当你说中文的时候，中国人总是非常高兴，也更乐意帮助你。说中文容易交朋友，有了好朋友，做生意办事情都会有很多方便。只要你每天都说中文。 能说多少就说多少，你的中文就会越来越好。词汇二，在中国了的，中国说中文，那听中，在中国说中文会有很多好处，sẽ có rất nhiều điểm lợi, điểm tốt. Ừ, ý chữ最简单的你好，常常使事情变得容易. Một câu xin chào đơn giản thường làm cho sự việc
dễ dàng. Ni hao rang yan su de quan yuan tui ni wei xiao. Xin chào làm cho một cái viên quan chức nghiêm túc, một cái nhân viên, hoặc là một cái này gọi là những cái người mà thi hành pháp luật mà trong những cái như sân bay như là hải quan, người ta thường gọi là quan nhuyễn, nó cảnh sát nó gọi là quan nhuyễn. Đấy, gọi tiếng Việt mình thì không có từ nào là tương ứng với cái từ này cả. Nhưng mà viên chức thì đôi lúc mình thấy nó hơi bình thường. Nhưng đây là những cái người thi hành pháp luật thì gọi là quan nhuyễn. Sẽ cười với bạn, đúng không? Một cái câu xin chào sẽ làm cho một người một gọi là quan viên nghiêm túc sẽ cười với bạn. Chỉ ra từ thán phản biến tứ chinh sung, một cái buổi đàm phán căng thẳng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Quý ảo tan xin nhỉ số trung huấn số tờ vũ hảo, không cần phải lo lắng rằng là bạn nói tiếng Trung nói không tốt. Nhi huy phát hiện, bạn sẽ phát hiện ra rằng tang nhi số trung huấn tờ sư khẩu, trung quốc nhân chủng sư phê chẳng cao xin nhỉ cân lơ y phong trung nhỉ. Bạn sẽ phát hiện rằng khi mà bạn nói tiếng Trung ấy, thì người Trung Quốc luôn là vô cùng là vui và cũng sẽ càng vui vẻ giúp đỡ bạn, lơ ý là lạc ý là vui vẻ thoải mái. Nói Trung Quốc rủ nghỉ giao bạn là gì? Thì dễ kết bạn. Có được hảo bạn, làm sinh ý, ba sự tình đều hội có rất nhiều phương tiện. Có bạn tốt này, làm kinh doanh này, làm việc này, thì sẽ có rất là nhiều điều thuận lợi. Phương tiện là thuận lợi, đúng không ạ? Chỉ cần bạn mỗi ngày đều nói Trung ngữ, nâng nói bao nhiêu thì nói bao nhiêu, thì cái Trung ngữ sẽ càng ngày càng tốt. Có thể nói bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu. Tiếng Trung của bạn sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không? Đấy, phân tích từ lý hảo thôi. Rồi. Tiếp theo phần bài tập nào. Bài tập thì chắc là về nhà chị phải tự làm đã, đúng không? Ví dụ như là lén xứ bỉ xài này, cái trò chơi nối chữ này. Chọn từ A đến Z, điền vào cột có dấu, viết chữ Hán vào cột. Đấy, chúng ta điền vào đây. Khan chữ ở đây yêu cầu chúng ta viết chữ Hán ở đây, từ Mao Ỉ, viết từ Mao Ỉ bằng tiếng Trung vào đây. Và cái cột này. Đúng không? Rồi xong chụp ảnh gửi cho em. Nhớ chị nhớ chụp ảnh bằng chế độ quét, mà chụp ảnh vô góc lên chứ đừng chụp chéo chéo xiên xiên thế này. Vô góc cái mặt giấy với cả chụp chế độ quét văn bản này cho nó rõ nét y hệt như ảnh em gửi lên. Hỏi chấm là điền cái A B C D vào bên này này. Ví dụ Mao Ỉ nó sẽ là cái phần thương mại thương nghiệp nên để chữ Y vào đấy. Đấy, được chưa? Hướng dẫn cách làm luôn, phần chỉnh trang cho thứ hai này cũng thế. Nhá, về làm bài tập mình nhớ được nhá. Tiếp theo là dùng các từ cụm từ cho sẵn trong khung để điền vào chỗ trống, đúng không ạ? Dùng các từ này điền vào, sau đó chị dịch sang tiếng Việt cho em. Đấy, điền các từ này, chọn các từ. Trò chơi ô chữ thì đây. Đọc từ gợi ý, đoán từ gợi ý phiên âm, đổi hình bắt chữ ấy. Không điền vào đây, cái bò này bỏ qua đi, nó khó lắm, chơi được không? Chơi cái gì nó có ý nghĩa một tí, như cái đoán thế này thì ai mà đoán được. Tiếp theo này, thí sự này, gợi ý này, khan chữ này, phú dùng treo sợi, ta không cần phải nộp thuế. Không phải khan chữ biết cái gì vào đây nhỉ? Các chị dịch cho em mấy từ này là gì là được. Chứ đừng có điền trò chơi được, nó hơi không bổ ích lắm. Phú dùng treo sợi nghĩa là gì? Nghĩa là không cần phải nộp thuế. Viết vào đâu cũng được. Viết vào một kiểu. Chị dịch nghĩa cho em là được. Cái này là cái trò chơi ở bên trên. Dịch nghĩa thôi là được. Dịch nghĩa viết ở đây được. Chin rủ ý cơ của cha. Đi gia nhập một quốc gia. Đi vào một quốc gia.
国际旅行时需要的证件，các giấy tờ cần thiết khi mà đi du lịch quốc tế. Ví dụ như thế, chị tập dịch cho em. Ngồi mạnh mọ thì nó mới ra vấn đề được. Tiếp theo, viết vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ cho sẵn, đúng không ạ? Ta có từ tá tạo là đạt được thì chu pha là xuất phát. Còn tả khai thì là đóng cửa chẳng hạn, thì quan pỉ tức là tả khai là mở ra thì đóng cửa tức là quan pỉ. Quan mấn cũng được, quan pỉ là đóng chặt. Treo sẩy là nộp thuế, thế còn nộp thuế thì không nộp thuế là gì? Miễn thuế là mẻn sẩy. Mẻn sẩy ví dụ như thế. Tan xin là lo lắng chẳng hạn, thì cao xin là vui. Vậy thì chị viết các từ trái nghĩa vào đây, không biết thì chị tra từ điển nhá. Viết sao cho nó đầy đủ là được. Tiếp theo, chữ xin liên xí, cấu trúc câu, dùng cấu trúc sử sớm mà lái chữ tơ để trả lời các câu hỏi sau, đúng không ạ? Tự nhiên cái này là có băng nhỉ, em bật thử cái băng thế nào. 二, 句型练习一，一，用是来的，是去的，回答下面的问题。来，我查了一。您是来中国做生意的吗？二，他是去机场接公司客人的吗？好，知道。这份勾践呢？三，昨天李经理为什么又去北京了？四，那位海关官员是来做什么的？嗯。Tiếp theo, bạn vừa đến Trung Quốc và thấy rằng có nhiều nơi cũng có nhiều điểm rất thú vị, cấu trúc chân phú chùa. Hãy nói về những điều bạn thích này. Thì chị bịa ra cái gì đó chân phú chùa, phong chỉnh chân phú chùa, chiều điện chân phú chùa, hoặc là pháng dự chân phú chùa. Khách sạn đúng không ạ? Phong cảnh, pháng dự là căn hộ. Tiếp theo là dùng chiều để nhấn mạnh, thì họ cũng sẽ trả lời câu hỏi sau, thì ta cũng sẽ là trả lời theo tình huống thực tế đúng không ạ? 三, 用能多少就多少完成下。三，句型练习二。二，用只要就完成下面的对话。一，这个电脑可以免税吗？二，明天你能去机场接东方公司的代表吗？三。三，用就做练习。đọc các câu này. A. 用就回答下面的问题。一，请问哪位是美国来的史先生？二，你带的行李很多吗？三，哪一个是您带的货样？四，从机场到酒店远吗？嗯，不远。B. 2003年。麦当劳开始了一次世界范围的品牌宣传促销活动，他使用的广告口号是 I'm loving it， 请你把它翻译成中文，在上网找出它正式的中文翻译，看看是不是一样。cứ đọc mình chỉ kể nó mà hàng ngày cứ đọc từng chung luôn đấy. Rồi sau đấy là dùng cấu trúc thí chỉ nói các câu sau, đúng không ạ?ví dụ như nói về chuyến đi của chúng tôi đến Trung Quốc, mọi thứ đều suôn sẻ. Thí chỉ của mình đi Trung Quốc du lịch, thí chỉ đều rất thuận lợi. Thí chỉ đều rất thuận lợi. Đấy thì dịch cái câu này sang tiếng Trung không? Sếp tôi thường nhắc đến công ty Trung Quốc đó, chúng tôi hy vọng có thể làm ăn với họ. Tôi lão bản thắng thí tạo năng cấp Trung Quốc công sư, mình hy vọng có thể cân thầm ấn khớ chỗ. Tuần trước tôi đã nhắc đến vấn đề này với anh rồi. Sang xin chi của mình tôi nỉ thí chỉ chưa có vấn thí rồi.Ông ấy đã không nhắc đến việc công ty ông muốn xem hàng mẫu. Nì mới hiểu thí tỏ, nì thức công sư yêu khẳng khô giọng. Yêu khẳng khô giọng. Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Tiếp theo. Dùng thế nào? Phải nghe là 0.9 này. Dùng xia xia kết hợp với mệnh đề nào. 0.9 nào. 五, 请用谢谢对帮助你、关心你的人表示感谢。一，你的朋友开车到机场接你，你对他说。二，服务员把你的箱子送到你酒店的房间，你说。三，昨天你借用了白小姐的电脑，现在你把电脑还给她，你说。四，你病了，朋友来看你，送给你花，你说。五，你刚到北京，东方公司的李先生去机场接你，还帮你订了旅馆，请你吃了晚饭，
请用谢谢的句型写一张感谢卡送给李先生。三，句型练习二。二，用只要就。那。ổn rồi. Của bạn đến thăm bạn. Xung cái nỉ khoa. Tặng cho hoa cho bạn. Bạn sẽ nói điều gì? Thì bạn sẽ nói, bạn sẽ nói là cảm ơn đúng không? Xie xie. Xie xie nhìn bên lái khăn của. Cái câu trả lời vào. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đến thăm tôi. Đúng không? Tiếp theo, bài tập cấu trúc đúng không ạ? Đó. Hôm nay thì cũng thế thôi. Hoàn thành 下面的对话. 一. 这个电脑可以免税吗? 二. 明天你能去机场接东方公司的代表吗? 三. 那家公司乐意买我们的产品吗? 四. 怎样才容易跟中国人交朋友?三，用能多少就多少完成下面的对话。一，我很想说汉语，可是我担心说得不好。别担心。二，对不起，这次我们只能买这些。没关系。三，总经理，这次去中国，我们应该带几本产品广告。四，老板，明天的谈判可能谈不完这么多问题吧。三，用能。còn đang sử dụng từ xứ khẩu khi điều gì đó xảy ra thì ta sẽ phải làm bài tập thì nó mới nhớ được câu. Tiếp nữa xem nào. Khá là nhiều bài tập đúng không? Vâng. Đúng rồi, mình dành thời gian thôi. Lẻng nén chén đi, nén chén, chín nén năm nay đúng không? Học cái gần nửa cuốn sách còn gì? Từ từ thì ỉ chén, sen chạy trước đây bây giờ có thể cách mấy ngày học cũng được, không nhất thiết cách một ngày. Vì sao nó phải đạt được hiệu quả? Như sao chị nhớ hết toàn bộ cái này vào đầu là cái quan trọng. Đó. Là nhớ vào đầu, như thế mình phải làm hết cho em chữa thôi mà. Đây, cái phần 12 này. 能多少就多少完成下面的对话。一，我很想说汉语，可是我担心说得不好。别担心。二，对不起，这次我们只能买这些。没关系。三，总经理，这次去中国，我们应该带几本产品广告。四，老板，明天的谈判可能谈不完这么多问题吧。四，阅读、讨论和其他活动。一，根据课文对话回答问题。史强生和白林以前去过中国吗？二，他们这次到中国做什么？三，入境的时候他们要填哪些表？四，他们带了公司的产品没有？五，他们带的东西要交税吗？为什么？六，为什么海关官员说白小姐的中文很好？七，史强生和白林谁是老板？八，李信文先生是谁？为什么白林认识他？九，史先生知道李先生吗？为什么？十，史先生，白小姐公司的名字是什么？十一，史先生和白小姐坐了多长时间的飞机？十二，史先生和白小姐入境的时候有什么麻烦吗？十三，李经理开车带史先生和白小姐去哪儿？那查了，刚买不走，懂吗？
Tiếp theo, sư hỏi ý thảo luận. Thì là ta đọc và ta viết một cái đoạn chia sẻ thôi thì nhớ phải viết nhá. Đây là đối chiếu những biển thường gặp thì ta ghi cái biển này vào. Tra trong từ điển, tôi ghi vào xem sai đúng ở đâu, tính tiếp. Cứ phải làm đã rồi sai đúng tính sau, đúng không? Đưa vào tình huống cho sẵn, tạo được hội thoại thực hành, đúng không? Công ty của bạn cử sân bay đâu Nguyễn Quang Trọng. Thì ta thì chỉ viết các đoạn hội thoại thì có thể tạo ra được. Rất là nhiều bài đấy. Chọn những bài tập thực hành sau. Cái đoạn này đây chị đọc cho em cái đoạn này đúng không? Nghỉ trang trải sinh chi y chảo sảng tạo tá vân vân. Không cần đóng em ơi, cứ đã khép được. Rồi, tiếp theo ôn tập nhanh nào, nó có cái bài ôn tập nhanh đây. Đọc bài này, cái bài này thì đương nhiên thì phải đọc và dịch thôi. Đọc theo dịch theo đã. Đấy nha. 6. 快速复习 A. 阅读下面的短文，复习学过的词汇和句型。 坐了十几个小时的飞机以后， 美国国际贸易公司的史先生和白小姐总算到达了北京。入境的时候，他们用中文填写了入境登记卡和海关申报单。中国海关有规定，不是自己用的东西价值超过2000元人民币就要交税，不过没有商业价值的广告和货样不必交税。史先生和白小姐这次是来中国做生意的， 他们带了一些产品广告、货样和几件小礼品，这些东西都可以免税。在海关，一位严肃的海关官员请他们打开箱子，还用英文问了他们几个问题。史先生和白小姐用中文回答了他的问题，这时那位海关官员很高兴，他笑着说：“你们的汉语真不错。”史先生和白小姐发现， 当他们说中文的时候，中国人总是非常高兴，也更乐意帮助他们。他们想，会说中文真有很多好处。史先生告诉白琳，以后只要有机会就要说中文。顺利地办完了海关手续，史先生和白小姐走出机场。白小姐看见东方公司的李经理就在出口等他们呢。 白小姐给史先生和李经理做了介绍，李经理说：“我看你们一定累了吧。”他请史先生和白小姐上车，送他们去酒店休息。B， 问答：1，入境的时候，史先生和白小姐填写了什么？二，他们带了哪些东西？这些东西需要交税吗？为什么？三。 那位海关官员为什么很高兴？四，为什么史先生对白琳说，以后只要有机会就要说中文？五，李经理在哪儿等史先生和白琳？在长城酒店预定了房间，这是一家五星级酒店，不但服务良好，设施完备，而且地点非常方便。白琳很喜欢这个地方，可是他也有很多问题。 Đấy thôi, đấy, còn các cái biển báo đây chị cũng học luôn nhá. Ví dụ như an toàn kiểm tra này, kiểm tra an ninh này, chu pha là xuất phát, tảo tá là đến này, thấy chưa? Chị ghi vào đầy đủ xong nhớ ghi âm đầy đủ vào cho em. Xong đến phần này thì mình sẽ tiếp tục.